vừa thành tiên thần con cháu cầu ta đăng cơ chương 773, muốn chiến Hải Dương, thượng cổ ma tộc, một. Khương Trường Sinh thu thái sử trường sách đang bị băng phong nhiếp đến trước mặt, sau đó thi triển thần thông đại đạo chi nhãn. Quả nhiên, sau khi đột phá, trí nhớ của thái sử trường sách ở trước mặt thần niệm của hắn không còn khổng lồ mà phức tạp nữa, tốc độ hắn đọc trí nhớ cũng vượt xa lúc trước. Có khả năng thử một lần khương trường sinh muốn làm không phải hoàn toàn thay đổi trí nhớ của thái sử trường sách chẳng qua là tăng thêm mình ở trong ký ức của hắn xỏ xuyên qua cuộc đời của hắn để cho mình trở thành người quan trọng nhất của hắn một ngày ngày đi qua nửa năm sau tử tiêu cung mở rộng cửa lớn để bạch kỳ nằm sấp ở ngoài cửa ra vào ngủ bừng tỉnh nó quay đầu nhìn lại phát hiện tử tiêu cung mở cửa lập tức kinh hỉ vội vàng chạy vào kết quả vào điện nó đã thấy trước mặt khương trường sinh có một người đang ngồi chính là thái sử trường sách ngươi lại đi xuống đi khương trường sinh mở miệng nói thái sử trường sách cung kính hành lễ sau đó đứng dậy rời khỏi bạch kỳ nhìn hắn cũng không có kỳ lạ tên này không chết nó đã dự liệu được một ngày này sẽ xuất hiện đợi thái sử trường sách rời khỏi tử tiêu cung nó tiến đến trước mặt khương trường sinh hưng phấn hỏi không ngừng nó muốn biết khương trường sinh bây giờ mạnh cỡ nào nửa năm trước có tiếng chuông kinh động toàn bộ thiên đình, để nó vô cùng hiếu kỳ. Khương Trường Sinh đương nhiên sẽ không nói cho nó, mà chỉ nói. So với việc quan tâm ta, không bằng quan tâm chính ngươi, ta đã ban cho ngươi tư chất vượt qua phàm linh, ngươi cũng không có cho ta kinh hỷ, ngươi muốn ta phù hộ ngươi cả một đời. Bạch Kỳ kêu trên nói. Nô Gia sao có thể nghĩ như vậy, Nô Gia muốn phục thị ngài cả một đời, trong lòng Nô Gia, không ai có thể vượt qua ngài, Ngài vĩnh viễn đi ở đằng trước chúng ta, Ngài cũng không có khả năng có thời điểm sẽ cần chúng ta bảo vệ. Chúng ta là vì Ngài làm việc, vì thương sinh tạo phúc, để chúng sinh nhớ kỹ công lao của Ngài. Mặt Khương Trường Sinh không đổi sắc, trong lòng giật mình. Cái tên này đoán được mục đích thực sự khi mình thành lập thiên đình. Bạch Kỳ thao thao bất tuyệt vuốt mông ngựa, để Khương Trường Sinh buông xuống ngờ vực, tên này hẳn không có đoán được, cho dù đoán được, nó cũng thuộc về một phương. Sẽ không nói ra ngoài đừng nhìn bạch kỳ ở trước mặt hắn sốc nổi cần ăn đòn đối ngoại vẫn hết sức kín tiếng người khác không có khả năng theo từ trong miệng nó biết được tình huống của khương trường sinh mà đại bộ phận thời gian nó đều ở trước mặt hắn nghe trong chốc lát khương trường sinh nghe không nổi nữa bảo bạch kỳ cút sang một bên luyện công bạch kỳ lúc này hấp tấp đi ra cho ngươi ba danh ngạch hóa long còn về chọn người nào liền nhìn ngươi không thể theo tuyển từ trong thiên đình khương trường sinh suy nghĩ cái gì nói với bạch kỳ Bạch Kỳ nghe xong, lập tức kinh hỉ, đây chính là chuyện tốt, ba danh ngạch, nó có thể mò được bao nhiêu chỗ tốt. Có yêu cầu gì không? Tuyển từ thần du đại thiên địa. Tốt. Bạch Kỳ đáp ứng, tâm tình vui vẻ, sau đó nằm xuống, chuẩn bị tiến vào thần du đại thiên địa. Khương Trường Sinh thì bắt đầu luyện công, vừa đột phá, hắn trước tiên cần phải quen thuộc tâm pháp đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 11, huống hồ, khoảng cách ngàn năm kỳ hạn còn có thời gian, nếu có thể đột phá thêm một tầng trước đó, vậy hắn sẽ nắm bắt càng lớn hơn việc thái hoang võ giới thoát đi đến hư không? Định thiên năm 112, thiên cảnh thành lập đã 262 năm, dân giàu nước mạnh, Khương Tử Ngọc cuối cùng kìm nén không được giả tâm, mở ra đại kế khuếch Trương Giang Sơn. Hắn cũng không có tiến quân về phía Thái Hoang, mà là bao phủ vô tận Hải Dương. Trước thu phục nhân tộc, tái chiến vạn tộc. Trong ngự thư phòng. Khương Tử Ngọc đang gặp mặt ba vị sứ thần đến từ Đại Nghiêm Thiên, chỉ nghe hắn nói. Đại Nghiêm Thiên đã bị diệt triều, bách tính trôi giạt khắp nơi, trẫm có thể làm chính là thay các ngươi lấy lại công đạo, chờ đó đi, thiên cảnh không sớm thì muộn sẽ đánh với La Hồng Hoàng Triều một trận. Nghe nói lời này, trong lòng ba vị sứ thần cực kỳ khó chịu. Trước khi rời khỏi cố hương, bọn hắn còn đang hy vọng tấn thăng Thánh Triều, bây giờ còn chưa trở về đã nghe tin Đại Nghiêm Thiên đã diệt sứ thần cầm đầu cắn răng hỏi thật có thể báo thù cho chúng ta nếu như la hồng hoàng triều đầu hàng khương tử ngọc ngắt lời nói sẽ không thiên tử la hồng hoàng triều đến từ trên trời không có khả năng đầu hàng trên trời ba vị sứ thần sửng sốt bọn hắn lần đầu tiên biết được việc này ở trong thiên cảnh nhiều năm như vậy bọn hắn nghe nói về cuộc chiến võ giới nhưng trăm triệu không ngờ vận triều cường đại đánh tan đại nghiễm thiên là do người trên trời sáng tạo xuôi nam vẫn cần nhờ ba vị ra sức hiện tại có nguyện vào triều làm quan khương tử ngọc nghiêm mặt hỏi ba vị sứ thần lúc này quỳ xuống cảm tạ long ân bọn hắn đã sớm muốn gia nhập thiên cảnh chỉ là sợ cô phụ đại nghiễm thiên cho nên chờ khương tử ngọc chủ động mời chào thiên cảnh để bọn hắn mở rộng ánh mắt vô luận là võ đạo kinh tế dân sinh triều chính các loại đều không phải đại nghiễm thiên có thể so sánh quan trọng nhất chính là thiên cảnh còn có tiên thần bảo hộ làm việc tại thiên cảnh có cơ hội phi thăng đứng hàng tiên bang khương tử ngọc phất tay ra hiệu bọn hắn lui ra đợi ba người rời khỏi khương tử ngọc nhìn về phía tiểu đỉnh trên bàn trong đỉnh có thiên địa bảo thiềm hắn nhẹ giọng hỏi lần này đi vô tận hải dương thiên cảnh có thể chiến thắng la hồng hoàng triều hay không không thể thiên địa bảo thiềm trả lời âm thanh hơi lộ ra ngốc trệ khương tử ngọc lắc đầu bật cười nói quả nhiên đầu óc hỏng chỉ có thể dùng trò vui vật này truyền thừa từ đại cảnh tới trải qua thiên tử mấy triều trong lịch sử cũng lưu lại bút mực nói thiên tử yêu thiềm một lát không rời tay khương tử ngọc đối với thiên địa bảo thiềm chẳng qua là bán tính bán nghi rất nhiều chuyện thiên địa bảo thiềm đều tính không thấu hắn tổng kết một thoáng thiên địa bảo thiềm không tính được tới phụ thân hắn nếu những đáp án sai lầm dứt bỏ phụ thân hắn cùng thiên đình thật đúng là có thể linh nghiệm hắn đứng dậy đi đến trước vách tường mở ra một bức họa phía trên vẽ lấy vô tận hải dương thô sơ giản lược chính là hắn xin nhờ thần tiên trên trời hỗ trợ vẽ nhìn địa đồ vô tận hải dương khương tử ngọc cảm xúc sụp sôi chẳng biết tại sao vừa nghĩ tới của mình muốn nhất thống vô tận hải dương hắn đã nhiệt huyết dân trào có thể là chịu vị ca ca chưa từng thấy qua kia ảnh hưởng cảnh thái tông di trí của hắn chính là thống nhất trong ngoài nước gọi thái tử đến đây khương tử ngọc mở miệng kêu lên ngoài ngự thư phòng đi theo vang lên một âm thanh tuân lệnh thái tử chính là hắn và hoàng hậu sinh ra thời điểm lâm bồn còn kinh động đến phụ thân hắn báo mộng nói ban tên cho kẻ này là khương tú khương tú không phải chính là cảnh nhân tông con trai của cảnh thái tông sao khương tử ngọc mặc dù hoang mang nhưng vẫn làm theo hắn luôn cảm thấy phụ thân để cho mình cùng con trai lấy tên thái tông nhân tông là có thâm ý mặt đất bao la, phần cuối bình nguyên, từng ngọn núi cao hình thành bức tường thiên địa tự nhiên chia đại địa từ một thành hai. Cửu U Ma Quân đứng ở trên vách núi, nhìn ra xa Giang Sơn ầm ầm sóng dậy, áo bào đen tung bay theo gió, hắn thì bất động như núi. Rất lâu sau, trên biển mây chiếu xuống một tia sáng trắng, cấp tốc bay tới, Cửu U Ma Quân nhấc mắt đi nhìn, chỉ thấy Khương Diệp người mặc ngân giáp của thiên tướng bay tới, tay hắn cầm một cây trường thương, trên vai có một đầu bạch mao tiểu hầu tử ngồi xổm chính là bạch linh thiên hầu. Khương Diệp đón mây bay tới, đứng ở trước vách núi, cười ôm quyền nói. Sư phụ, đã lâu không gặp. Cửu U Ma quân tấm tắt lấy làm kỳ lạ nói. Đây là tiên pháp sao? Khương Diệp cười nói. Sao có thể tính tiên pháp, chẳng qua là một loại bảo vật võ đạo của thiên đình, sư phụ, những năm nay trôi qua như thế nào? Nghe nói ma tộc cùng cửu âm tộc đã chiến đấu hơn trăm năm. Cửu U ma quân khẽ lắc đầu, nói. Tất nhiên là không dễ chịu, bất quá lập tức sẽ nên đón cơ hội chuyển mình. Khương Diệp gật đầu, không có hỏi nhiều, trong lòng của hắn cảnh giác, không biết cửu U ma quân tìm hắn có chuyện gì. Mặc dù cửu U ma quân có ân đối với hắn, nhưng thân phận của hắn đặc thù, không thể không cẩn thận. Hôm nay tìm ngươi là hy vọng ngươi có thể giúp vi sư cầu kiến thiên đế. Cửu U Ma Quân nghiêm mặt nói, ánh mắt hắn có chút phức tạp. Lúc trước hắn liệu định nhân tộc sẽ vong, còn muốn mang Khương Diệp đi, không có nghĩ rằng bị đánh mặt, thiên cảnh bây giờ trở thành chủng tộc cường đại nhất Thái Hoang, không có chủng tộc dám trêu chọc. Khương Diệp nhíu mày hỏi. Không biết ngài vì sao tìm bệ hạ? Hắn là hậu nhân của Khương Trường Sinh, nhưng bối phận trên lệch lớn, trong ngày thường dùng thiên quan tự xưng cho mình. Cửu U Ma Quân nói, việc quan hệ đến chuyện thiên ngoại mối nguy đến từ thiên ngoại đang nổi lên tộc ta muốn hợp lại cùng thiên đình chỉ cầu cùng một chỗ giết ra ngoài thiên ngoại khương diệp lưỡng lự nhìn cửu u ma quân hắn thật sự khó mà từ chối dẫn hắn tới đi một âm thanh vang lên trong lòng hắn khiến cho hắn quá sợ hãi âm thanh này là tổ tông tổ tông đang nhìn bọn hắn khương diệp không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên nhưng vẫn mở miệng nói. Bệ hạ đồng ý, ngài đi theo ta đi. Đồng ý. Cửu U Ma quân kinh ngạc, hắn nhưng không có nghe được âm thanh của thiên đế, hắn chỉ có thể ở trong lòng kinh ngạc tán thán thiên đế thần thông quảng đại, sau đó cùng đi theo Khương Diệp lên trời. Ven đường, hai sư đồ chào hỏi lẫn nhau, đứng trên mây mà Khương Diệp cưỡi, bọn hắn cũng không lâu lắm đã đến nhất trọng thiên, nhìn thấy Bắc thiên môn. Thái sử trường sách đang ở Bắc Thiên Môn nói chuyện phím cùng Hắc Hầu, Hắc Hầu cực kỳ cung kính, hung hăng nịnh nọt, thiên binh khác an tĩnh nghe, nghe bọn hắn nói khoác bề huyền hoàng đại thiên địa. Cửu U Ma quân liếc mắt nhìn đi, vừa hay đối mặt cùng thái sử trường sách. Trong chốc lát, cửu U Ma quân có loại cảm giác bị nhìn xuyên, vô cùng lo sợ. Người này lai lịch ra sao? Mặc dù ma tôn đích thân tới, cũng không có khả năng mang đến cho ta cảm giác áp bách như thế. Cửu U Ma Quân hoảng hốt trong lòng, Thái Sử Trường Sách chỉ một liếc mắt đã khiến cho hắn có loại cảm giác trực diện với tử vong, trong lòng sinh không nổi chút ý chống cự nào. Hắn vội vàng thu hồi ánh mắt, không dám nhìn tới. Hai người cấp tốc bay qua Bắc Thiên Môn, hướng về phía Cửu Trọng Thiên. Hắc Hầu chú ý tới ánh mắt Thái Sử Trường Sách, cười hỏi: "Thiếu chủ, tên kia chỗ nào hấp dẫn ngài?" Thái Sử Trường Sách mạng bất kinh tâm nói: "Không có gì, chẳng qua là không ngờ hạ giới lại có hậu duệ của thượng cổ ma tộc bất quá nơi này có thiên đình có vạn cổ sát tinh có hậu nhân diệp gia thêm một thượng cổ ma tộc lại như thế nào hắc hầu gật đầu sau đó truy vấn nói tiếp chuyện của diệp thần không thôi lúc sau khi hắn chỉ bảo ngài thái sử trường sách thu hồi ánh mắt lâm vào trong hồi ức vô hạn cảm khái nói sau đó hắn một mình đi tới thiên khu mở ra một đầu thiên kiêu chi lộ vang dội của kim hắn để các tộc huyền hoàng đại thiên địa ý thức được thiên kiêu cũng là có thể hoành hành một thế không cẩn chờ đợi thời gian quá dài một bên khác cửu u ma quân kiềm chế hoảng sợ không có hỏi thăm khương diệp hắn bị phong cảnh dọc đường hấp dẫn mỗi một trọng thiên đều có tiên thần càng lên cao càng ít lúc đi vào nhị trọng thiên cửu u ma quân nhìn thấy một thân ảnh quen mặt chính là di mạch thái hoang vương tộc đế xương đế xương đang luyện công trên đám mây không có mở mắt nhìn về phía hắn. Cửu U Ma Quân còn chưa lấy lại tinh thần, Khương Diệp dừng lại, nói. Ngài ở chỗ này nói đi. Nghe vậy, Cửu U Ma Quân bừng tỉnh, dương mắt nhìn về cung điện Nguy Nga phía trước, một cổ khó uy áp có thể tưởng tượng đập vào mặt. Tử tiêu cung. Ở chỗ này. Không thể đi vào. Cửu U Ma Quân nhíu mày hỏi, thấy hết sức không thoải mái. Khương Diệp cười nói. Bệ hạ thân phận cao thượng, há lại muốn gặp là có thể gặp ngài yên tâm đi cửu trọng thiên đều có cấm chế sẽ không có người nghe được nếu ngài bận tâm ta ta có thể đi xuống cửu u ma quân nghe xong lúc này lắc đầu nói không cần vậy vi sư đến trước cửa nói hắn tiến lên đi đến trước cổng chính tử tiêu cung đưa tay hành lễ nói tại hạ ma tộc cửu u ma quân bái kiến thiên đế bệ hạ hôm nay đến đây là trao đổi chuyện hai tộc hợp tác nói xong trong lòng hắn thấp thỏm, không biết đạo tổ có thái độ gì. Hợp tác như thế nào? Âm thanh của Khương Trường Sinh nhẹ nhàng bay ra, cửu U Ma Quân nghe được âm thầm thở dài một hơi, chỉ cần có thể nói chuyện, vậy thì có hy vọng. Cửu U Ma Quân mở miệng nói. Ta nhận được tin tức, lần này cuộc chiến võ giới chính là một trận âm mưu không có hồi kết, kỳ hạn ngàn năm vừa đến, vô luận ai thắng ai thua, hết thảy võ giới tham gia đều sẽ bị hủy diệt, Chẳng qua là một lần duy nhất hủy diệt quá nhiều võ giới, sợ chúng sinh thượng giới lên án, cho nên mới mở ra cuộc chiến võ giới, bọn hắn sẽ tìm một lý do. Diệt trừ hết thảy võ giới. Vừa dứt lời, Khương Diệp động dung, Bạch Linh Thiên Hầu trên vai hắn cũng bị dọa đến khẽ run rẩy. Cửu U Ma Quân không có nghe được tiếng của đối phương, không thể không tiếp tục mở miệng nói. Ma tộc ta có chi nhánh trong Huyền Hoàng Đại Thiên Địa trong, chuẩn xác mà nói ma tộc bắt đầu từ thượng giới giống như nhân tộc, nhưng thượng giới chính là nhân tộc làm chủ. Bọn hắn đã chuẩn bị hủy diệt chúng ta, đã nói nhân tộc thượng giới từ bỏ nhân tộc hạ giới, thái hoa nhân tộc muốn sống sót, có thể hợp tác cùng ma tộc. Âm thanh của Khương Trường Sinh theo tử tiêu cung truyền ra. Ta cũng biết những chuyện này, hợp tác như thế nào, ngươi vẫn không nói. Biết được. Cửu U Ma quân âm thẩm kinh hải, lúc này cắn răng nói. Đợi kỳ hạn ngàn năm kết thúc, Ngài mang theo ma tộc chúng ta cùng nhau rời khỏi Ma tộc sẽ dẫn đầu thiên đình cùng thiên cảnh tìm tới nơi đặt chân thích hợp Thượng giới bao la vô biên Luôn có nơi nhân tộc trưởng khống không đến được Trước đó, ma tộc nguyện làm việc cho thiên đình Sau khi nói xong, hắn bắt đầu chờ đợi Khương Trường Sinh trả lời Khương Trường Sinh không trả lời ngay Cửu trọng thiên lâm vào trong yên tĩnh Thật lâu Âm thanh của Khương Trường Sinh truyền tới ngươi lại đi nhân gian tìm thiên tử thiên cảnh xem hắn cần gì cửu u ma quân nghe xong lúc này mừng rõ bái tạ khương trường sinh dẫn hắn đi xuống đi tuân lệnh khương diệp vội vàng hướng tử tiêu cung hành lễ sau đó mang theo cửu u ma quân rời khỏi trong tử tiêu cung bạch kỳ tò mò hỏi ngài còn cần hắn dẫn đường khương trường sinh nhắm mắt lại nói không cần nhưng cũng không cần thiết từ chối Hắn vẫn cảm thấy ma tộc không đơn giản, ở kiếp trước nghe được đủ loại thần thoại trong truyền thuyết, ma tộc, yêu tộc chính là địch nhân lớn nhất của nhân tộc, trong thế giới võ đạo, nhân tộc vẫn như cũ làm chủ, ma tộc hẳn là không kém. Quả nhiên, thượng giới còn có ma tộc tồn tại. Cửu U Ma quân có thể nghe ngóng đến chân tướng này, nói rõ địa vị của ma tộc không thấp, mà còn đi sâu vào thần võ giới, hắn sở dĩ biết được, còn là từ trong đầu của thái sử trường sách, chẳng qua hắn không thèm để ý bởi vì hắn vốn không muốn đến huyền hoàng đại thiên địa như thế quá nguy hiểm nếu thần võ giới chuẩn bị hủy diệt những võ giới này vậy hắn sẽ thu chúng sinh cũng tính kết thiện quả bạch kỳ tò mò hỏi ngài chính là vạn tiên chi tổ có thể là chuyển thế từ thượng giới đến đây hay hoặc là thiên địa càng cao cương trường sinh không có trả lời bạch kỳ miên mang bất định không có đáp án ngược lại để nó càng thêm chờ mong vô tận hải dương La Hồng Hoàng Triều Quanh 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 Mặt biển trong vòng nghìn dặm trong nổ tung Từng cột sóng bay lên Muốn xuyên thủng bầu trời Ngay sau đó hình thành mưa rào tầm tả vương vãi xuống Ở trung tâm vụ nổ Diệp chiến lơ lửng ở giữa không trung Long bào cổ động Tóc đen tung bay Từng sợi khí kình mà mắt thường có thể thấy quay quanh người hắn Hắn thở từng ngụm từng ngụm lồng ngực kịch liệt chập trùng Khuôn mặt hắn dữ tợn Lộ ra nụ cười điên cuồng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn ha 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 xong rồi xong rồi ta cuối cùng xong rồi dịp chiến hưng phấn đến gần như điên cuồng nắm chặt hai quả đấm cổ đều kìm nén đến trướng đỏ mạch máu nổi lên một bóng mờ chậm rãi bay ra từ trong cơ thể hắn chính là một lão giả ăn mặc áo bào trắng phá toái tóc trắng xóa trên mặt đầy vẻ thương bang thân thể hiện lên màu hơi mờ rõ ràng là hồn thể chiến nhi ngươi xác thực thành công, nhưng con đường của ngươi còn dài hơn, mong muốn cứu vớt huynh trưởng ngươi, phần lực lượng này còn thiếu rất nhiều. Lão giả vuốt râu cười nói, ánh mắt đầy từ ái. Diệp Chiến quay người, nói. Ta biết được, bất quá ta ít nhất có được thực lực dừng chân, ta lại ở Thái Hoang võ giới trùng kiến Diệp tộc. Lão giả lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Không có đơn giản như vậy, từ khi ngươi hạ giới đến nay, chưa từng có truy binh, lần này cuộc chiến võ giới chỉ sợ là một trận sát cục diệp chiến xem thường nói lão tổ từ khi diệp tộc bị đồ chỗ ta đến chỗ nào không phải sát cục diệp tộc lão tổ yên lặng diệp chiến quay đầu nhìn hướng bắc ánh mắt kiên định nói trước mắt khẩn yếu nhất chính là đánh tan thiên cảnh hạ gục đạo tổ thống nhất phương nhân tộc này diệp tộc lão tổ đang muốn nói chuyện bỗng nhiên cảm nhận được cái gì lập tức chui vào trong cơ thể diệp chiến cũng không lâu lắm diệp thanh chi nhanh chóng bay tới đi vào trước mặt diệp chiến không xong đông bộ xuất hiện phản loạn có người nâng lá cờ đạo tổ lật đổ quan phủ thống trị nơi đó diệp thanh chi gấp giọng nói ngữ khí đầy lo nghĩ ngươi ra tay là được ngươi đang sợ cái gì ngươi là võ đạo thông thần phiên thế giới này ngoại trừ đạo tổ ai có thể là đối thủ của ngươi diệp chiến cao mày nói mặt lộ vẻ không vừa lòng vừa nhắc tới đạo tổ Diệp Thanh Chi liền hoảng, hắn không hiểu rõ, rõ ràng chưa từng gặp qua, vội cái gì. Các nơi có không ít võ giả hưởng ứng những người kia hiệu triệu, trong đó không thiếu công thần khai cương khuếch thổ cho chúng ta, nếu trấn áp thô bạo, bách tính nhất định không vừa lòng. Diệp Thanh Chi vội vàng trả lời. Diệp Chiến khẽ nói. Bách tính tính là gì, trẫm là đế, dám phản trẫm, vậy liền đi chết. Hắn lúc này tan biên tại chỗ. Diệp Thanh Chi quay đầu nhìn lại, cắn răng, vội vàng đuổi theo, sợ Diệp Chiến xúc động. Bắc Thiên Môn Thái sử trường sách ngồi tĩnh tọa ở trước cửa, xung quanh có mấy vị thiên binh đang đứng, bọn hắn cũng không dám ngồi xuống, thủ vệ thiên môn là chức trách. Khương Diệp nhanh chóng bay tới, sau lưng còn có Khương Tiền, Khương Thiên Mệnh, Lâm Hạo Thiên, Khương Thiện, Khương Huyền Chân, Bình An, hắn nhìn về phía thái sử trường sách, nói Thái sử tiền bối, đế xương đại nguyên soái có lệnh, để ngài theo chúng ta chinh chiến nhân gian gặp được phiền toái thái sử trường sách nghe xong lúc này đứng dậy cười nói tốt vừa rồi ta muốn động thủ từ khi tiền bối sáng tạo lập thiên đình hắn còn chưa ra sức hắn không thể bỏ qua cơ hội trong ký ức của hắn lúc còn rất nhỏ đã gặp được đạo tổ hắn dựa vào đạo tổ chỉ bảo trưởng thành một đường biến nguy thành an đây là bí mật của hắn thái sử tộc không biết được sau khi biết được vạn cổ sát tinh chính là con cháu của đạo tổ, hắn đã tuyệt đi tâm tư kia. Hắn cũng không thể vong ân phụ nghĩa. Nghe được thái sử trường sách đồng ý, đám người khương diệp lập tức xuất phát. Trước nam thiên môn, đế xương cùng một vạn thiên binh thiên tướng đứng ở trên tề thiên vân hải chờ đợi, thấy đám người thái sử trường sách đến, hắn lập tức thao túng tề thiên vân hải tiến lên, tề thiên vân hải có tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã tan biến tại chân trời. Trên mây, Thái sử trường sách tò mò hỏi: Địch nhân là người nào? Thương Diệp nói: Vô tận Hải Dương, thiên tử của La Hồng hoàng triều, tên là Diệp Chiến, nghe nói đến từ thượng giới. Hắn có chút bất đắc dĩ, thái sử trường sách cũng đã tiến vào thần du đại thiên địa, nhưng tên này cao ngạo, không muốn làm bạn cùng phàm linh, cho nên chưa từng nghe tới chuyện La Hồng hoàng triều. Diệp Chiến. Là hắn. Tốt, thật là khéo mặt thái sử trường sách lộ vẻ nụ cười cổ quái giống như nghĩ tới chuyện tốt gì thương diệp tò mò hỏi ngài nhận biết nhận biết bất quá không quen thái sử trường sách mỉm cười nói trong mắt hắn lộ ra sát cơ phía dưới trời xanh một tòa thành trì thật to đang tung bay cuồn cuộn bụi đất rất nhiều quảng trường nội thành bị oanh nổ khắp nơi là thi thể người tàn tật diệp chiên đứng ở trên trời nhìn xuống thành trì mặt không biểu tình Diệp Thanh Chi đứng sau lưng hắn, mặt lộ vẻ không đành lòng, khuyên nhủ. Hà tất như thế, bọn hắn cũng chỉ là bị đạo tổ mơ hồ, nhất là bách tính, bọn hắn vô tội. Phạm nhân đều là dung dế, diệp tộc trước đó hủy diệt ít võ giới à, sao ngươi không chỉ trích tiền bối. Đừng quên, ngươi có thể trưởng thành, diệp tộc cho ngươi tài nguyên vốn là dựa vào cướp đoạt, bóc lục thiên địa võ giới. Diệp Chiến Hừ Lạnh nói, ngữ khí không biết là trêu chọc hay là trào phúng. Ánh mắt Diệp Thanh Chi phức tạp, nói Ngươi đã thay đổi Diệp Chiên không có nhìn về phía nàng, nhìn xuống phía dưới, lạnh lùng nói Chỉ cần có thể báo thù, thay đổi thì có sao Cho ngươi nửa canh giờ, khuyên bảo người chấp mê bất ngộ Sau nửa canh giờ, người trong thành đều phải chết Nghe vậy, Diệp Thanh Chi lúc này đáp xuống Trong một vùng phế tích, từng người từng người võ giả máu me khắp người đang tỉnh tọa chữa thương Nơi này chính là phủ thành chủ, bị diệp chiến một chưởng hủy đi. Diệp Thanh Chi rơi xuống đất, nói: "Các ngươi còn không mau nhận tội, có lẽ bệ hạ còn có thể buông tha các ngươi." Ánh mắt của nàng rơi vào trên người một nam tử to con, người này tên Lô Trú, là người dẫn đầu lần tạo phản này. Lô Trú đang nghe truyện trên TV audio CV cười lạnh nói: "Nhận tội? Có tội gì, giang sơn này vốn là các ngươi cướp đoạt tới, quyền quý xem bách tính như cỏ rác, thiên tử không để ý dân sinh." trong mắt các ngươi chỉ có khí vận chỉ có giang sơn la hồng hoàng triều không nên tồn tại những người khác đi theo giận mắng đều không có ý đầu hàng trong lúc la hồng hoàng triều đang cường thịnh bọn hắn dám tạo phản nói rõ sớm đã chuẩn bị trong lòng thật tốt diệp thanh chi thở gấp cả giận nói nói dễ nghe các ngươi còn không phải làm việc cho đạo tổ các ngươi gặp qua đạo tổ sao đừng bị đồn đãi mê hoặc thiên cảnh tất nhiên không bằng la hồng hoàng triều Bệ hạ chỉ đối với bách tính lạnh lùng một chút Nhưng các ngươi tính là bách tính à Các ngươi là võ giả Là hồng hoàng triều tôn võ Các ngươi cũng hưởng thụ lợi ích Do ức hiếp bách tính mang tới Nói lời này Trong nội tâm nàng cảm thấy thư sướng một chút Dù sao nàng vừa rồi cũng bị mắng như thế Lô trú ngạo nghễ nói Chúng ta tự nhiên gặp rồi đạo tổ Cũng đã gặp thiên cảnh Ở đâu Trong mộng Hoang đường Các ngươi điên rồi Diệp Thanh Chi tức đến cười. Lô trú tức giận nói. Chúng ta không điên, thiên cảnh đã xuôi nam, để thiên tử chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận thiên đình cùng thiên cảnh hỏi tội đi. Trên trời, Diệp Chi nghe được thiếu kiên nhẫn, hết sức muốn động thủ, nhưng vẫn nhịn xuống. Hắn hứa hẹn nửa canh giò, đương nhiên sẽ không đánh vỡ. Đám ngu phu này khiến cho hắn càng thêm nổi nóng đạo tổ, nhất là nhớ đến những chuyện Diệp tộc trải qua, hắn đã khắc chế không được sát ý. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Diệp Thanh Chi tốn hết miệng lưỡi, cũng không cách nào khuyên động được đám người lô trú, đám lô trú bản thân bị trọng thương, không thể không nghe nàng nói tiếp, cũng cảm thấy vô cùng phiền phức. Đừng khuyên nữa, chúng ta không có khả năng cúi đầu. Lô trú trầm giọng nói, những người khác cũng lộ vẻ mặt kiên định, nhìn về phía Diệp Chiến cao cao tại thượng, trong mắt đều là vẻ giận dữ. Diệp Thanh Chi bất đắc dĩ nói, các ngươi nhất định phải muốn chết, tội gì lôi kéo người toàn thành. Lô trú nói, chết cũng là có giá trị, trước khi khai chiến, ta đã hỏi bọn hắn, bọn hắn nguyện vì lý tưởng chịu chết, mặc dù bỏ mình, chúng ta cũng xem như tạo công đức, sẽ được đạo tổ phù hộ. Đạo tổ đạo tổ, lại là đạo tổ. Diệp Thanh Chi hết sức buồn bực, đạo tổ đến cùng rót cho những người này thuốc mê gì, từng người đều điên cùng như vậy. Nàng đang muốn mở miệng, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, đám người lô trú trừng to mắt, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Thiên đình đến rồi. Thiên đình đến rồi. Một lão giả mừng rỡ như điên nói, các nơi toàn thành đều nhất lên tiếng hoang hô, những võ giả bản thân bị trọng thương cũng không lo được thương thế, liên tục treo hò, Diệp Thanh Chi nghe được ngẩng đầu nhìn lại. Diệp Chiến cũng ngẩng đầu nhìn lại, mày kiếm nhíu chặt. Kim Quang xuyên thủng biển mây, giống như từ trên trời tới, một biển mây đang buông xuống, định thần nhìn lại, thiên binh thiên tướng đứng ở trên biển mây từng người ngưng tụ tượng thần uy nghiêm bá khí thiên tử la hồng hoàng triều diệp chiến không để ý bách tính chết sống tàn sát nhân gian thiên đế có lệnh bắt lấy diệp chiến đánh vào thiên lao âm thanh đế xương uy nghiêm vang vọng giữa đất trời quanh quẩn không dứt diệp chi nghe xong cười cười đến vô cùng mỉa mai hắn khinh miệt nói thiên đế có lệnh thiên đế chính là đạo tổ nhĩ sao hắn lại không dám tự mình đến đây? Bắt ngươi cần gì đạo tổ tự mình đến đây? Một đạo âm thanh càng thêm cuồng vọng truyền đến, lộ ra cực hạn sát ý, chỉ thấy một thân ảnh bay ra từ trong thiên binh thiên tướng, đứng ngạo nghễ thương khung, nhìn xuống Diệp Chiến. Diệp Chiến định thần nhìn lại, con ngươi phóng to, kinh ngạc hỏi. Thái sử trường sách, ngươi làm sao lại ở trong thiên đình? Thái sử trường sách ngoắc nói. Đi lên chiến một trận, đồ bỏ đi của diệp tộc. Đồ bỏ đi. Ba chữ này để diệp chiến trong nháy mắt lên cơn giận dữ, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Thái sử trường sách, ngươi thật cho rằng ta không dám giết ngươi. Ngươi còn thật không dám, diệp tộc không phải chính là hiếp yếu sợ mạnh sao. Thái sử trường sách hừ lạnh nói, hắn bay tới chân trời, trời xa thiên binh thiên tướng, chờ đợi diệp chiến đến đây. Diệp chiến dở xuống long bào tiện tay ném một cái, trên người chỉ còn lại một bộ hắc y hắn lăng không dậm chân lao tới thái sử trường sách từng sợi khói đen uốn lượn quanh người hắn ngưng tụ thành từng đầu hắc long có tới chín đầu cửu long quấn thân cùng kêu lên gào thét tới thái sử trường sách tuyệt đối không thể nếu ngươi thi triển niết bàn chí nguyên công dễ dàng bại lộ vị trí của mình âm thanh của diệp tộc lão tổ vang lên trong đầu diệp chiến ngữ khí đầy lo lắng ánh mắt diệp chiến lạnh lẽo trong lòng tràn ngập sát ý hắn ở trong lòng trả lời lão tổ hắn nhục ta thì cũng thôi đi còn nhục diệp tộc hôm nay nếu không giết hắn diệp tộc ta thật chính là hiếp yếu sợ mạnh ai hắn đang khích tướng ngươi nhưng đây không phải là một loại sự thật ta muốn đánh tan việc này tái tạo diệp tộc ánh mắt diệp chiến đầy kiên định khí thế của hắn liên tiếp tức cao kinh động quy tắc thiên địa ầm ầm lôi vân bỗng nhiên tụ tập lôi điện nổ vang thiên địa cấp tốc lâm vào trong tối tâm thiên binh thiên tướng bị kinh động kinh ngạc nhìn về phía diệp chiến giờ khắc này diệp chiến trở thành nhân vật đáng sợ nhất giữa thiên địa khí thế của hắn khiến đại địa phía dưới lay động võ giả bách tính thành trong đều hoảng sợ nhìn về phía hắn một tòa tòa phế tích bị rung sụp đám người lô trú cũng bị hù dọa trước đó diệp chiến ra một chưởng trấn áp thành trì không có hiện ra khí thế như vậy cổ uy áp này khiến cho mọi người sợ hãi trong lòng sinh không nổi mục tia chiến ý duy chỉ có một người ngoại trừ thái sử trường sách nâng tay phải lên huyết khí phóng ra hình thành gió lốc màu máu đáng sợ tấp tốc lớn mạnh quấy lôi vân phía trên khí thế của hắn đi đến trình độ không kém hơn diệp chiến oanh huyết khí tăng vọt áo bào trên người thái sử trường sách lay động đường kính của gió lốc màu máu khủng bố đã vượt qua vạn dặm không chút kiên kỵ triển hiện mình mạnh mẽ từng đạo lôi điện đánh xuống xen lẫn không gian xung quanh hắn trêu tức nhìn diệp chiến trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng thiên địa quy tắc rung rẩy đại địa nứt ra khí thế của hai đại thiên nguyên cực võ khủng bố dẫn phát thiên băng địa liệt lâm hạo thiên thấy mà âm thầm kinh hãi quay đầu nhìn về phía khương tiễn bên cạnh cảm khái nói cái này là chiến đấu giữa trên trời người với nhau sao cũng không biết chúng ta khi nào mới có thể đuổi kịp khương tiễn nhìn chằm chằm phương xa trầm giọng nói sẽ đạt tới nhất định đế xương đứng ở phía trước nhất lộ vẻ mặt phức tạp trước khi đạo tổ hoành không xuất thế hắn thật sự nghĩ rằng mình vô địch thiên hạ thiên địa chi thần hư vô mờ mịt cũng là đứng về phía của mình nhưng mà trong lòng hắn hiện ra cảm giác cực kỳ không cam lòng hắn muốn vượt qua võ đế đi đến cảnh giới càng cao hơn hắn muốn xứng đáng với thiên vị tứ thánh đại nguyên soái của mình thiên binh thiên tướng bị chấn động đến riêng phần mình đều giấu trong lòng ý nghĩ khác biệt khoảng cách giữa diệp chiến và thái sử trường sách càng ngày càng gần từng đạo lôi điện tấn công hình thành vụ nổ tung lớn nhỏ không đều đột nhiên diệp chiến động hắn hóa thành một cơn gió đen thẳng hướng thái sử trường sách cơ hồ đồng thời thái sử trường sách đột nhiên phất tay huyết phong khủng bố bừa bãi tàn phá thiên địa quét ngang bay lên từng ngọn núi cao vỡ nát vô số đá vụn xuôi gió quyển hướng chân trời oanh trên trời truyền đến lực trùng kích đáng sợ hắc phong huyết phong xen lẫn diệp chiến đi một bước đến trước mặt thái sử trường sách đánh ra một quyền thái sử trường sách quay đầu dễ dàng tránh thoát chỉ thấy ánh mắt hắn ngưng tụ trong áo bào bay ra số lượng lớn huyết trùng tấp tốc bò lên trên cánh tay phải của diệp chiến cánh tay phải diệp chiến chấn động chấn vỡ huyết trùng theo đó nhấc gối đánh tới thái sử trường sách dùng khuỷu tay ngăn cản nhưng vẫn bị đánh lui ra ngoài diệp chiến thừa thắng xông lên hai quả đấm như gió hai chân như roi Mỗi một kích đều hình thành khí kình màu đen mà mắt thường có thể nhìn thấy, trung chuyển bầu trời, vô cùng hùng vĩ. Hai người kịch đấu cùng một chỗ, thân hình nhanh chóng, mạnh như võ đế mà con mắt đều theo không kịp. Hai người đồng thời rơi xuống đất, chấn động đến mặt đất sụp lún, phạm vi ngàn dặm trực tiếp sụp đổ, kẻ đất kéo dài ra, mở rộng giống như mạng nhện, trong chớp mắt đã lan khắp mấy vạn dặm, mấy chục tòa thành trì phương xa bị ảnh hưởng đến, bụi đất ngập trời, để thiên địa quay về thời kỳ hồng hoang vẫn đục không rõ tình huống. Trong bụi đất cuồn cuộn, huyết phong chợt hiện, khí kình màu đen như từng lưỡi đao công quét ngang từng hướng đi. Diệp Thanh Chi treo lơ lửng ở giữa không trung, khẩn trương xem chiến. Nàng từng nghe nói tên thái sử trường sách, thiếu chủ thái sử tộc, cũng là thiên kiêu mạnh nhất thái sử tộc đương thời, là số ít thiên kiêu được Diệp Thần không công nhận. Biết được thái sử trường sách lợi hại, nàng mới lau một vệt mồ hôi cho Diệp Chiên, tại huyền hoàng đại thiên địa, tên tuổi thái sử trường sách quả thật lớn hơn diệp chiến rất nhiều. Quanh. Thiên địa phần cuối bộc phát ra cột máu khủng bố trùng thiên, đường kính khó mà ước lượng, để sơn nhạc phương xa lộ ra vô cùng thấp bé, cột máu sông mở lôi vân, liên tiếp trời đất. Diệp chiến, ngươi chỉ có chút năng lực ấy. Thái sử trường sách kinh miệt cười nói, chỉ thấy hắn bay lên từ trong cột máu, từng con huyết trùng ngưng tụ thành huyết giáp, hắn kinh miệt nhìn xuống diệp chiến phía dưới. Diệp Chiến quỳ một chân trên đất, chịu đựng lấy vô số khí kình màu máu trùng kích, phế tích xung quanh không ngừng sụp đổ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, chậm rãi đứng dậy, từng đạo khí kình màu trắng theo trong cơ thể hắn lao ra, như vòng khí khuếch tán, cực tốc tan biến, không ngừng lặp lại, mỗi lần lặp lại, khí thế của hắn sẽ tăng cường một đoạn dài. Đông. 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 Tiếng tim đập trầm trọng quanh quẩn giữa thiên địa, thái sử trường sách nghe được động dung hắn tự hồ suy nghĩ cái gì, trừng to mắt, giận dữ nói. Niết bàn chí nguyên công. Làm sao có thể? Sao hắn lại có thể truyền thụ tuyệt học này cho ngươi? Khuôn mặt thái sử trường sách vạn vẹo, mặt lộ vẻ ghen ghét, phẫn hận. Tóc đen trên đầu dịp chiến tung bay, ánh mắt lạnh lùng, khí thế của hắn lần nữa tăng vọt một đoạn dài, trực tiếp đánh sơ sát cột máu khủng bố, sóng khí quét ngang trăm vạn dặm, ngay cả vùng biển phương xa đều nhấc lên sóng biển thiên binh thiên tướng thi triển khí vận quân trận, bảo vệ thành trì phía dưới, nhưng dù cho như thế, hai người này chiến vẫn ảnh hưởng đến nhiều người hơn. Diệp chiến đột nhiên tan biến tại chỗ, thái sử trường sách vô ý thức quay người, huy trưởng đánh tới. Phịch một tiếng. Thái sử trường sách như thiên thạch vũ trụ rơi xuống, nện xuyên mặt đất, diệp chiến trôi nổi ở trên không trung, hai mắt nhìn xuống, chỉ thấy trong hai mắt của hắn tràn đầy tơ máu, làn da xuất hiện vết máu mắt thường có thể thấy. Diệp Chiên lần nữa biến mất. Oanh! Đại địa lay động mãnh liệt, đế xương, Diệp Thanh Chi đám người chỉ nhìn thấy phần cuối đại địa nhất lên sóng bụi cuồn cuộn, kinh thiên động địa. Thái sử trường sách cùng Diệp chiến đại chiến như thượng cổ thần minh đang chiến đấu, những người khác mặc dù ở phương xa xem chiến, cũng theo đó vô cùng lo sợ, kinh hồn động phách. Khí tức hủy diệt, sát ý tùy ý trong phế tích, hai người còn đang kịch đấu. Thái sử trường sách cấp tốc kéo dài khoảng cách, nhưng tốc độ của Diệp Chiến càng nhanh, cấp tốc giết tới trước mặt hắn, một tay bắt lấy khuôn mặt của hắn, đè hắn thân thể xuống đất, một đường đi vòng quanh, xé rách đại địa. Đến không hết huyết trùng bay ra từ trong tay áo thái sử trường sách, bao phủ Diệp Chiến, nhưng một giây sau, huyết trùng đều hóa thành tro bụi, chỉ thấy khí tức quanh thân Diệp Chiến tiêu tán huyết khí, đó là khí huyết của hắn đang thiêu đốt. Ầm. Uhm. Thái sử trường sách một cước đạp Diệp Chiến ra ngoài, hai bên kéo ra khoảng cách trăm dặm. Diệp Chiến cấp tốc ổn định thân ảnh, chẳng qua vỗ vỗ áo bào của mình, cũng không có bị thương. Thái sử trường sách ngừng trên không trung, há mồm thở dốc, hắn hoảng sợ nhìn về phía Diệp Chiến, trong lòng ghen ghét dữ dội, phẫn nộ quát. Ngươi điên rồi sao? Chẳng qua là ba lần niết bàn, ngươi liền sợ rồi. Diệp Chiến dậm chân đi tới, khí huyết bùng cháy, như ma thần hàng thế, bụi đất, sóng khí dọc đường không thể che đậy thân ảnh của hắn. Thái sử trường sách cắn răng, một tay xé mở áo bào trên lồng ngực, tay phải đập vào trên lồng ngực, trong chốc lát, huyết khí cuồng bạo phát ra từ đầu ngón tay, khuôn mặt hắn dữ tợn, nói. Ngươi đã sắp điên, ta sẽ bồi ngươi điên, nhìn một chút là niết bàn chí nguyên công của ngươi mạnh, hay là huyết ma giải thể công của ta càng sâu hơn một bậc. Giờ khắc này, thái sử trường sách quên đi thiên đình, quên đi thiên địa, trong mắt chỉ còn lại có diệp chiến. Ánh mắt diệp chiến lạnh lùng, hóa thành từng đạo tàn ảnh, nhanh chóng tới gần thái sử trường sách. Lánh lánh lánh. Một hồi tiếng chuông đột nhiên vang lên, thiên địa đột nhiên yên tĩnh, thái sử trường sách đình trệ động tác, diệp chiến cũng lập tức dừng lại, hai người hốt hoảng. Tội gì ảnh hưởng đến phàm nhân? Một đạo âm thanh đạm mạc vang vọng ở giữa đất trời, khiến cho mọi người giật mình tỉnh lại. Diệp Chiến quay đầu nhìn lại, trừng to mắt, mặt lộ vẻ không thể tin được, trong hai con mắt của hắn phản chiếu một thân ảnh vĩ ngạn. Lôi vân trên trời gạt ra, một thân ảnh vĩ ngạn thần thánh đứng ngạo nghễ phía trên đám mây, cao tới vạn trường, sau lưng có hạo nhật lơ lửng, ánh nắng chói mắt che đậy mặt mũi của hắn, để tất cả mọi người giữa thiên địa không cách nào thấy rõ hình dáng của hắn. Diệp chiến ngước nhìn Khương Trường Sinh cao cao tại thượng, trong lòng rung động, không rõ ràng đây là huyễn tượng, hay là hình thể chân thực. Mấu chốt nhất là khí tức của đối phương để hắn nhìn không thấu, sau ba lần miết bàn, hắn đã thoát thai hoán cốt đi đến trình độ cường đại trước nay chưa từng có, nhưng đối mặt Khương Trường Sinh, lại có loại cảm giác sợ hãi không nói được, đây là bản năng, là cảm xúc hắn không cách nào khống chế. Thái sử Trường Sách nhìn thấy đạo tổ hiện thân, lý trí khôi phục, âm thầm thở dài một hơi. Liều mạng cùng niết bàn chí nguyên công, hắn thật đúng là không có nắm bắt. Phương xa, thành trì bị tàn phá, lô trú và các võ giả vui đến phát khóc, quỳ bái đạo tổ ở cuối thiên địa, Diệp Thanh Chi ngu ngơ nhìn đạo tổ, nàng nghĩ tới rất nhiều loại tình cảnh đạo tổ hiện thân, nhưng không ngờ là tình huống như vậy. Thiên binh thiên tướng trên tề thiên vân hải thì thở dài một hơi, dịp chiến mạnh mẽ làm bọn hắn kiên kỵ, tuyệt không phải bọn hắn có thể đối phó, nếu như ngay cả thái sử trường sách đều bại, uy tín của thiên đình sẽ gặp đã kích nghiêm trọng. Ngươi không nên đem cừu hận của ngươi phát tiết trên người phàm nhân. Khương Trường Sinh đứng ở trên đám mây, đạm mạc nói. Tính đồ trong la hồng hoàng triều càng ngày càng nhiều, Đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì Diệp Chiến tàn bạo, dẫn đến kêu ca nổi lên bốn phía. La Hồng Hoàng triều mạnh mẽ là căn cứ vào thực lực của Diệp Chiến, nhưng dân sinh La Hồng Hoàng triều cũng không mạnh, Diệp Chiến tuy là thiên tử, nhưng trong lòng chỉ nghĩ đến việc phục sinh diệp tộc, hắn chỉ muốn lựa chọn người thiên tư trác tuyệt. Thậm chí ngay cả tất cả nữ tử trong hậu cung của hắn đều là những người có tư chất võ đạo trác tuyệt, không nhìn dung mạo, chỉ nhìn tư chất. Diệp Chiến ngước nhìn Khương Trường Sinh, khẽ nói: đạo tổ ta đã sớm muốn đánh với ngươi một trận vừa hay ngươi ra tới vậy cảm thụ lực lượng của diệp tộc ta oanh từng đạo khí kình màu trắng không ngừng khuếch tán mà ra từ trong cơ thể hắn khí thế của hắn lần nữa tăng vọt vết máu trên người hắn càng ngày càng nhiều mạch máu trên cổ nổi lên cả người phản phất tăng lên một vòng hắn nổi giận gầm lên một tiếng như là mũi tên vết ra gió lốc bay lên thân hình xé rách không khí hình thành từng đầu sóng khí như một con rồng dài thế không thể đỡ lao thẳng tới Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh cao vạn trượng sao mà vĩ ngạn, đối mặt đột kích của Diệp Chiến, hắn vỗ một chưởng xuống. Oanh! Trái tim Diệp Chiến chợt ngừng, một cổ uy áp khó có thể tưởng tượng buông xuống, trực tiếp đè sập ý chí chiến đấu của hắn, khí thế trong nháy mắt tán đi, phù một tiếng, hắn thổ huyết ngã bay xuống đi, dọc theo rơi xuống. Thiên địa yên tĩnh. Trong mắt người đang xem chiến, đạo tổ chẳng qua hời hợt đánh xuống một chưởng sau đó dịp chiến liền ngã xuống đây là thực lực gì tất cả mọi người xem không hiểu chính là bởi vì xem không hiểu mới càng kính sợ thái sử trường sách cảm thụ càng sâu dịp chiến lần nữa niết bàn còn mạnh hơn vừa rồi lúc đối phó hắn kết quả không chịu nổi một kích ở trước mặt đạo tổ không hổ là tiền bối phần thực lực này đặt ở huyền hoàng đại thiên địa đoán chừng cũng là cường giả nổi tiếng ít nhất đạt đến nguyên đạo võ tôn cảnh Thái sử trường sách cảm khái trong lòng, nguyên đạo võ tôn đây chính là tồn tại hắn rất khó tiếp xúc đến. Cùng cuộn bụi đất tán đi, Diệp Chiến nằm ở trong phế tích, cả người đầy máu, vô cùng suy yếu, ngay cả con mắt hắn đều không thể hoàn toàn mở ra. Diệp Chiến ác nghiệp sâu nặng, niệm tình sáng lập la hồng hoàng triều, bảo hộ hơn vạn vạn người, trấn áp 500 năm, diện bích hối lỗi, nhìn xem trong vòng 500 năm có thể thay đổi triệt để hay không. Âm thanh của Khương Trường sinh quanh cũng phía dưới vòng trời, chỉ thấy hắn đưa tay, đại địa bay lên vô số đá vụn, cấp tốc ngưng tụ cùng một chỗ, dưới vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi của tất cả mọi người, ngưng tụ thành một tòa cự nhạc ngàn trượng, sau đó nện ở trên người Diệp Chiến, nhấc lên bụi đất cuồn cuộn. Đại tạo hóa thần thuật. Lần này nể tình Bách Tính vô tội gặp tai họa, lại liên quan đến thiên đình tham chiến ảnh hưởng, ta sẽ thi triển khởi tử hồi sinh thuật. Âm thanh của khương trường sinh lần nữa vang lên. Đến không hết thanh quan theo trong lòng bàn tay của hắn bay ra, hóa thành một đám sao băng, vẫy đến các phương thiên địa, làm xong tất cả những thứ này, hắn tan biến trong mây. Hắn lợi. Lô trú hưng phấn kêu lên, không để ý thương thế, đứng dậy huy quyền. Trong thành trì tàn phá vang lên tiếng hoang hô, Diệp Thanh Chi ngu ngơ trong chốc lát, vội vàng bay ra khỏi thành. Nàng một đường phóng qua đại địa hoang vu, đi vào trước tòa cự nhạc ngàn trượng kia, nàng huy trưởng đánh tới, mong muốn đánh nát ngọn núi, nhưng căn bản làm không được, chân khí của nàng đụng đến ngọn núi liền tự động tiêu tán. Diệp Chiến Hai mắt Diệp Thanh Chi đỏ bừng, không dám tưởng tượng tình cảnh hiện tại của Diệp Chiến. Đừng làm chuyện ngu xuẩn, đạo tổ đều nói rồi, diện bích 500 năm, nếu ngươi làm loạn, mong muốn đạo tổ trực tiếp giết hắn, đối với chúng ta mà nói, 500 năm đáng là gì? Tiếng nói của Thái sử Trường Sách truyền đến, ngữ khí tràn ngập trào phúng. Diệp Thanh Chi quay đầu nhìn về phía hắn, cắn răng hỏi. Thái sử trường sách, vì sao ngươi muốn làm việc cho đạo tổ, vì sao muốn đuổi giết chúng ta? Thái sử trường sách hừ lạnh nói. Làm việc cho đạo tổ là phúc phần của ta, đến mức truy sát các ngươi, các ngươi quá để ý mình, ta chẳng qua chán ghét người diệp tộc các ngươi, năm đó diệp thần không bị nhốt trong thần võ giới, diệp tộc các ngươi sửng sốt một trăm không dám thả, còn vì lắng lại lửa giận thần võ giới, ký kết hàng loạt điều ước diệp tộc các ngươi có thể có hôm nay, hoàn toàn là tự mình làm hại, nhìn lữ tộc một chút, người ta là như thế nào bảo hộ thiên kiêu, dám chống đối thần võ giới. Diệp Thanh Chi yên lặng, vô lực phản bác. Thái sử trường sách chỉ nhìn thoáng qua nàng, nói. Đi thôi, đi nhìn tình huống tiểu tử kia một chút, trận chiến ngày hôm nay, cũng để làm ta lau mắt mà nhìn hắn. Diệp Thanh Chi tỉnh ngộ lại, vội vàng đuổi theo. Cùng lúc đó, trong ngọn núi. Diệp chiến máu me khắp người chật vật đứng lên, phát hiện mình bị giam trong một hố phòng, hắn quay đầu nhìn lại, cửa hang hiện ra sóng ánh sáng, tựa như mặt nước. Đạo tổ Diệp chiến tự lẩm bẩm, mặt lộ vẻ thống khổ. Đối phương một trưởng đã đánh tan niết bàn chí nguyên công của hắn, khiến cho hắn sợ hãi không thôi. Lúc trước hắn nghĩ đạo tổ chính là thiên nguyên cực võ, hiện tại xem ra, tuyệt không phải như thế. Ai, đối phương không giết ngươi, đã là nhân từ, Hy vọng thật là chỉ bị giam 500 năm Âm thanh diệp tộc lão tổ vang lên trong đầu diệp chiến Ta ngược lại thật ra tò mò hắn khởi tử hồi sinh thật hay không Nhưng ngọn núi này không đơn giản Tuyệt không phải chân khí tạo ra đơn giản như vậy Còn liên quan đến lực lượng quy tắc thiên địa Diệp chiến không để ý đến hắn Ngồi yên lại tại chỗ Trong ốc trống rỗng Một khắc luyện thành niết bàn chí nguyên công Hắn cảm giác mình đã cường đại lên Thậm chí có hy vọng vì diệp tộc báo thù Không ngờ một lát sau diệp thanh chi xuất hiện tại cửa hang muốn xông vào nhưng bị cấm chế ngăn cách làm sao cũng vào không được diệp chiến ngươi có tốt không diệp thanh chi lo lắng hỏi nước mắt không ngừng chảy ra diệp chiến ngẩng đầu nói ta không sao chẳng qua là rất mệt mỏi ngươi không cần lo lắng cho ta đi ổn định la hồng hoàng triều đi để thái tử đăng cơ nhưng mà không có nhân nhị gì hết thắng làm vua thua làm giặc ta cũng không phải thua không nổi, huống hồ, bây giờ ta cũng không có lựa chọn khác. Diệp Chiến ngắt lời, hắn mặc dù máu me đầy mặt, nhưng ánh mắt trở nên trong veo. Một trận đại bại đánh thức hắn. Nói hay lắm, thua chính là thua, năm đó Diệp Thần không cũng thua qua, chỉ cần thua khi còn yếu, cũng không có gì, ngươi cần phải hấp thụ giáo huấn, 500 năm nhìn như trừng phạt, cũng là một loại chiếu cố, ít nhất trong vòng 500 năm không người có thể quấy nhiễu ngươi, bao gồm cả người trên trời. Âm thanh thái sử trường sách truyền đến, chỉ thấy hắn theo đường động uống lượng đi tới. Nhìn thấy thái sử trường sách, ánh mắt Diệp Chiến đầy lạnh lẽo, cũng không nói gì thêm. Thái sử trường sách ý vị thâm trường nói. Diệp tộc đã phong, nếu mong muốn tái tạo Diệp tộc, các ngươi phải chọn chỗ dựa, nhưng chỗ dựa có thể chống đỡ được thần võ không nhiều, trước mắt liền có. Diệp Chiến nghe xong, lập tức lâm vào trong trầm tư. Diệp Thanh Chi kinh ngạc hỏi ngươi muốn chúng ta đầu nhập vào thiên đình." Thái Sử Trường Sách nói, "Thiên đình cũng có thế gia vọng tộc, chờ thiên đình lớn mạnh, chưa hẳn không thể là thần võ giới tiếp theo, mà diệp tộc sẽ rồi thành vạn cổ cự đầu, vượt lên trên chúng sinh, bất quá hết thảy đều phải xem biểu hiện của các ngươi, thời gian 500 năm đầy đủ các ngươi từ từ suy nghĩ." Nói xong, Thái Sử Trường Sách quay người rời khỏi. Diệp Thanh Chi lo lắng nhìn về phía Diệp Chiến, thật ra nàng đã động tâm gia nhập thiên đình đúng là lựa chọn rất tốt, chỉ dựa vào hai người bọn hắn, mong muốn khôi phục diệp tộc, thật sự quá khó khăn. Trong tử tiêu cung Định thiên năm 114, diệp chiến ra tay với ngươi, ngươi thành công sinh tổn khi tiếp nhận khiêu chiến của hắn, tránh thoát một trận sát kiếp, thu hoạch được sinh tồn ban thưởng, linh vật cấm cổ lâm. Nhìn dòng nhắc nhở, Khương Trường sinh âm thẩm thở dài một hơi lần này ra tay cũng là một loại thăm dò nhìn một chút thiên nguyên cực võ có thể kích khởi ban thưởng hay không vẫn còn có thể bất quá khí thế của diệp chiến đã vượt xa thái sử trường sách đoán chừng không thể tính theo thiên nguyên cực võ bình thường sau khi bốn lần miết bàn diệp chiến gần như thoát thai hoáng cốt nếu không phải hắn kịp thời ra tay thái sử trường sách hắn phải chết không nghi ngờ không thể coi thường võ đạo diệp chiến đều có thể thể hiện ra tuyệt học như thế những cường giả huyền hoàng đại thiên địa kia đoán chừng cũng không thể dùng cảnh giới đi cân nhắc. Khương Trường Sinh yên lặng suy nghĩ, sau đó bắt đầu truyền thừa trí nhớ cấm cổ lâm. Cấm cổ lâm, ẩn chứa tiên thiên cấm chế phức tạp, có thể ngăn cách nhìn trộm, có thể để người ở trong lâm mất đi khống chế thân thể, trưởng khống linh hồn, từ đó chịu đựng vô tận huyễn tượng tra tấn. Cái đồ chơi này chỉ có thể dùng để khảo vấn, hoặc là để cho người ta ngộ đạo, không thể đưa đến trợ giúp trực tiếp cho thực lực của Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh cũng không có thất vọng, ngược lại cảm thấy không tệ, dù sao Diệp Chiến cũng không phải nguyên đạo võ tôn. Chỉ cần hắn không làm loạn, trong thời gian ngắn rất khó đụng phải nguyên đạo võ tôn. Trừ phi thực lực của hắn vượt qua nguyên đạo võ tôn, hắn mới dám không chút kiên kỵ đắc tội nguyên đạo võ tôn. Khương Trường Sinh xuất ra cấm cổ lâm, mảnh rừng này chỉ lớn bằng bàn tay, hiện lên màu vàng kim, dị thường huyển lệ. Trong hư không tối tăm, có một tòa cự tháp cổ xưa đứng sừng sững đỉnh tháp là một mảnh bình đài trống trải ở biên giới có từng cột đá to lớn đứng đó trên đỉnh trụ chập chờn hỏa diễm màu lam đường kính bình đài ít nhất cũng có trăm dặm trong hư không phía trên đỉnh tháp có một thân ảnh đang tĩnh tọa khí lưu vẫn đục liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn thối thể phách luyện hắn chỉ lộ ra khuôn mặt hoặc nhìn mười phần già nua hắn bỗng nhiên mở mắt nhíu mày tự nhủ ký tức niết bàn niết bàn chí nguyên công trong thiên địa hiện thời lại còn có người nắm giữ công pháp này hắn bắt đầu cẩn thận cảm thụ phương hướng khí tức niết bàn truyền đến rất nhanh hắn liền khóa chặt hướng đi một lát sau một thân ảnh bước ra từ trong lam diễm trên đỉnh một cây cột đá đi vào trước mặt hắn không lưng hành lễ hỏi bái kiến thiên tôn chuyện gì cần ta đi làm người này mặc áo trắng hoa văn màu vàng khuôn mặt anh tuấn tóc dài tản ra ở hai bên hiện ra vẻ ung dung không vội già nua nam tử trả lời đi xuống vũ trụ võ giới hạ giai điều tra niết bàn chí nguyên công nghe vậy bạch y nam tử động dung mày kiếm nhíu chặt diệp thần không bị trục xuất nhiều năm vì sao lại có niết bàn chí nguyên công lưu truyền đi xuống bạch y nam tử kinh ngạc hỏi mười phần không hiểu nam tử già nua được xưng thiên tôn đạm mạc nói có lẽ niết bàn chí nguyên công cũng không phải nhất mạch đơn truyền dù sao thần võ giới hiểu rõ đối về công pháp này cũng đến từ lời nói từ một bên của dịp thần thông bạch y nam tử yên lặng hắn không tiếp tục hỏi nhiều mà đứng dậy rời khỏi cấp tốc tan biến trong lam diễm không còn tư thái thông dong như trước đó thiên tôn thì nhắm mắt tiếp tục thối luyện thể phách thiên tử la hồng hoàng triều bị đạo tổ trấn áp dưới núi dẫn tới la hồng hoàng triều chấn động trận chiến kia liên lụy quá nhiều dân chúng vô tội đạo tổ mặc dù thi triển thần thông cũng chỉ có thể cứu sống lại những thi thể có thân thể hoàn chỉnh, La Hồng Hoàng Triều vẫn ở vào bên trong khói mù. Bởi vì đạo tổ ra tay, tín đồ hương hỏa trong La Hồng Hoàng Triều càng ngày càng nhiều, Thái tử La Hồng Hoàng Triều đăng cơ, đang vững chắc triều chính cùng Giang Sơn, lại không cách nào ngăn chặn khí thế này. Sơn Nhạc Trấn áp diệp chiến cũng cấp tốc truyền ra vô tận Hải Dương, được người xưng là Thiên Hàng Sơn, bởi vì Thiên Đình nghiêm lệnh cấm tất cả mọi người tiến hành chiếu cố đặc thù diệp chiến, dẫn đến Diệp Thanh Chi không thể tiến đến thủ hộ, chỉ có thể tình cờ đưa chút lương thực, nhưng võ giả, bách tính lại có thể tự do lên núi. Thăm hỏi Diệp Chiến, phần lớn người đều không chút kiên kỵ giận mắng Diệp Chiến, phát tiết tâm tình của mình. Thiên Hàng Sơn đã sinh ra một vị Sơn Thần, chính là Lô Trú trước đó, cũng là hắn ngầm đồng ý loại cảnh tượng này, mục đích đúng là để Diệp Chiến cảm thụ lửa giận cùng oán hận của dân gian. Mới đầu, Diệp Chiến giận không kềm được, nhưng hắn không thể bước ra động thất, chỉ có thể không có năng lực cuồng nộ. Cho đến mấy năm sau, hắn bình tĩnh trở lại, bắt đầu nghĩ lại chính mình. Lão tổ, ta thật làm sai sao? Diệp Chiến nghe một đôi mẹ con đang giận mắng ở ngoài cửa hang, trong lòng bao la mờ mịt. Diệp tộc lão tổ thở dài nói. Xác thực sai, Diệp tộc không nên có tâm thái hơn người một bậc, nhớ ngày đó, Diệp tộc cũng là cuộc khởi từ phàm nhân, từng bước một đi đến hôm nay, vĩnh viễn không nên coi thường lực lượng của phàm nhân. Nghe âm thanh trong đầu, Diệp Chiến yên lặng. Lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn thấy đứa bé kia cởi quần đi tiểu vào mình, nước tiểu mang theo hơi nóng xuyên qua cấm chế cửa hang, rắc vào trong động, một mùi khai nồng đậm để khóe miệng hắn co giật. Thủ đoạn của đạo tổ thật không tầm thường, người vào không được, nhưng lương thực, cất đái, trứng thối lại có thể. Diệp tộc lão tổ tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, chuyển hướng nói tiếp. Cũng đúng, chỉ có dạng này, ngươi mới xem như bị trừng phạt, bằng không ngươi trôi qua 500 năm quá dễ chịu. Diệp Chiến hít sâu một hơi, không nhìn mẹ con ở cửa động nữa, mà bắt đầu tỉnh tọa luyện công. Ta còn có thể luyện công, đã nói đạo tổ cũng không có mang thù tại ta, lão tổ, ngài nói, ta có tính thiếu hắn một món nợ ân tình hay không? Tự nhiên tính, ngọn núi này là trừng phạt ngươi, cũng là bảo hộ ngươi, ngươi tự tiện thi triển miết bàn chí nguyên công, tất nhiên sẽ rước lấy phiền toái, lại xem đạo tổ đến lúc đó có thể ra tay hay không nếu ra tay tiểu gia hỏa gọi thái sử trường sách nói không có sai đầu nhập vào thiên đình là chuyện tốt diệp tộc cần phải có cường giả bảo hộ nếu như hắn thật có thể bảo hộ chúng ta ta tất nhiên sẽ không quên ân tình của hắn địch nhân của hắn sẽ trở thành địch nhân của ta ánh mắt diệp chiến trở nên kiên định nói lời này từ trong lòng cũng không phải nịnh nọc đạo tổ diệp tộc lão tổ cảm khái nói ta ngược lại thật ra tò mò lai lịch của hắn huyền hoàng đại thiên địa khi nào có tồn tại như vậy năm đó ta đi theo thần không tung hoành vạn năm cũng chưa từng nghe tới tên đạo tổ trong mắt dịp chiến lộ ra vẻ hướng tới gặp được đạo tổ hắn mới hiểu được nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên như thế nào một ngày này mộ linh lạc mang theo bạch long trở lại tử tiêu cung khương trường sinh mở mắt nhìn về phía nàng nàng lúc này đi tới tò mò hỏi thăm chuyện của dịp chiến nếu khương trường sinh không mở mắt nàng cũng không dám tùy tiện quấy rầy hắn tu hành mặc dù khương trường sinh không có nghiêm lệnh cấm nhưng mộ linh lạc có thể nhìn ra được hắn cực kỳ để ý tu hành trong ngày thường sẽ tận lực không đi quấy rầy hắn hắn có tội nhưng tội lỗi này không coi là cái gì dù sao hắn là thiên tử nếu hắn có thể sai đường biết quay lại tạo phúc cho bách tính la hồng hoàng triều càng hữu dụng hơn so với việc giết hắn khương trường sinh nói khẽ đối với diệp tộc Hắn cảm thấy rất hứng thú. Diệp tộc bị đuổi giết, tất nhiên ghi hận thần võ giới, hắn nhất định đối địch với thần võ giới, kẻ địch của thần võ giới có thể hóa thành lực lượng của hắn. Trên đường thiên đình mạnh mẽ cũng không thể chỉ dựa vào bồi dưỡng, cũng cần thu nạp cường giả, dĩ nhiên, vô luận thực lực mạnh cỡ nào, gia nhập thiên đình, liền phải làm lên từ tầng dưới chót, trừ phi có đại công đức trên người. Mộ Linh Lạc cười nói, "Ta chẳng qua tò mò vì sao muốn trấn áp 500 năm" Khương Trường sinh ra vẻ cao thâm mạch trắc, nói 500 năm hết sức huyền diệu, có thể tôi luyện tâm tính hầu tử, huống chỉ là hắn. Hầu tử? Hầu tử nào? Đây là cấm kỵ vạn cổ, không thể nói trước. Được. Sau đó, Khương Trường Sinh bắt đầu quan tâm tình huống tập võ của nàng. Những năm qua mang theo Bạch Long du lịch thiên địa, võ đạo của mộ linh lạc tăng tiên không ít, cũng thuận tiện chiêu nạp một nhóm tiên tử nữ tử có thể đi vào thiên đình làm tiên tử đều có tư chất bất phàm, dù sao nữ tử có công đức quá nhiều, trên cơ sở chính là xem tư chất, chuyện này hết sức tàn khốc, nhưng cũng là hiện thực. Mộ Linh Lạc hỏi chuyện tiên thần có thể thành thân hay không, Khương Trường Sinh cũng không có phản đối, bất quá nhất định phải chế định thiên quy tương quan, tránh cho tiên thần bất hòa. Hàng huyên rất lâu, Khương Trường Sinh đuổi Bạch Kỳ, Bạch Long ra ngoài. Đáng giận, ta cũng là mẫu đó, có cái gì ta không thể nhìn. Bạch Kỳ đứng ở trước cửa ra vào tức giận căm phẫn nói. Bạch Long trắng mắt liếc nó, tức giận nói. Ngươi quả thật ác tâm, phạm tiện, trách không được chủ nhân không nhìn trúng ngươi. Bạch Kỳ khẽ nói. Chủ nhân coi trọng ngươi sao? Ta không cần, ta chỉ muốn ngủ, ngao du thần du đại thiên địa, tìm cho mình chút chuyện đi làm giống ta đi, ta đã sắp kiến tạo tốt Long Cung. Thôi đi, Long Cung trong thần du đại thiên địa tính là gì, đều là giả, nhìn ta xây một tòa long cung thật đây này. Ha ha! Từ sau khi Khương Tử Ngọc thông qua thần du đại thiên địa biết được tình huống La Hồng Hoàng Triều, hắn bắt đầu điều động số lượng lớn binh lực đi vô tận Hải Dương, tranh thủ trong vòng trăm năm thống nhất toàn bộ vô tận Hải Dương. Mỗi khi đoạt lấy một phương vận triều, liền có số lượng lớn công tượng đi tới, tu kiến truyền tổng trận. Trên thực tế, tuyệt đại đa số vận triều đối mặt thiên cảnh đều không dám chống cự, dùng dập chủ động quy hàng, tất cả đều biến thành châu lục, không có bị phong làm các nước chư hầu. Khương Tử Ngọc không muốn dẫm lên vết xe đổ, hắn muốn cả nhân tộc ngưng tụ thành một khối, dù sao ánh mắt của hắn là ngoài võ giới. Còn có thiên địa càng rộng lớn hơn chờ lấy hắn đi chinh chiến. Định thiên năm 124, đầu xuân. Khương Tử Ngọc cùng Khương Tú đứng ở trước điện Kim Loan, nhìn xuống kinh thành, ngoài thành còn có rất nhiều hung thú lớn như Sơn Nhạc đang làm việc, vận chuyển hàng hóa, ngươi nghĩ kỹ muốn quản lý thiên hạ này như thế nào chưa khương tử ngọc quay đầu nhìn về phía con trai mình cười hỏi khương tú đã lớn dáng người thẳng tắp rất giống khương trường sinh cách đoạn thời gian lại nhìn thấy hắn khương tử ngọc đều sẽ có chút hốt hoảng đối mặt phụ hoàng hỏi thăm khương tú hăng hái đáp tự nhiên chiếm đoạt trăm giới nhân tộc chế tạo thánh triều xưa nay chưa từng có hắn bắt đầu nói hết thảy điều mình nhìn thấy trên triều đình những năm qua nói lý giải của mình về triều chính. Mộ gia, dương gia, từ gia, chu gia, lý gia các loại, thế gia vọng tộc sang sát, nhưng Khương Tú có thể ở trong đó ung dung không vội, đều quan hệ tốt với các gia tộc, ngoại trừ giao tế cùng thế gia vọng tộc, hắn thường xuyên cải trang đi vào dân gian, cảm thụ dân gian khó khăn. Thiên cảnh mạnh hơn, cũng có không thấy được cốc tối. Khương Tử Ngọc nghe hắn thao thao bất tuyệt, vẻ tán thưởng trong mắt càng ngày càng nồng đậm. Thật lâu sau, Khương Tú nói xong, mười phần thoải mái, trên mặt tràn đầy nụ cười hùng tâm tráng trí. Nói rất khá, bất quá ngươi muốn đăng cơ, còn phải chờ thật lâu. Khương Tử Ngọc cười nói, hắn cũng không muốn cứ như vậy phi thăng, so với cá nhân mạnh mẽ, hắn theo đuổi là lý tưởng khuếch trương giang sơn, ngược lại không sớm thì muộn sẽ làm thiên đế, hắn cũng không vội. Khương Tú cười nói, Nhi thần tự nhiên không vội, thời gian ngài đợi ở đây càng lâu, lưu cho nhi thần thời gian thích ứng càng dài mà theo giang sơn càng lúc càng lớn chỉ dựa vào một người thiên tử không đủ có lẽ phụ tử hợp lại trị quốc cũng là một con đường rất tốt thậm chí có khả năng kéo dài ba đời bốn đời cùng nhau quản lý giang sơn sẽ tốt hơn dù sao cùng mạch sẽ không phản bội khương tử ngọc gật đầu trong khoảng thời gian này hắn cũng càng ngày càng cảm giác được mỏi mệt mỗi ngày đều có tấu chương từ vô tận hải dương đến đây cũng là nguyên nhân hắn triệu khương tú trở về đề nghị của ngươi rất tốt có thể làm cho đế vị thiên cảnh càng thêm vững chắc tránh được miễn nguy hiểm cho ngày sau đoạt chính khương tử ngọc tán thưởng nói đề bạc con của ngươi cùng cháu trai vào thừa tướng các học tập đi nhớ kỹ chỉ có thể là dòng chính khương tú cười đáp ứng hai cha con nhìn giang sơn tốt đẹp lâm vào trong vô hạn mơ màng trong lúc bọn hắn đang đại triển hoành đồ trên trời lại có người buồn lo bên vách núi phù đảo Tử hoàng thần quân cùng hai vị thị nữ nhìn xuống võ giới, các nàng nhìn thấy một phương võ giới đang bạo tạc sụp đổ. Đến cùng là ai đang trộm đoạt thiên địa chi lực? Không rõ ràng, đã là phương võ giới thứ hai sụp đổ, cứ thế mãi, có thể lan đến gần thái hoang võ giới hay không? Nữ tử váy trắng, nữ tử váy xanh thấp giọng nghị luận, mặt mũi tràn đầy vẻ xoắn xuýt. Tử hoàng thần quân chậm rãi mở miệng nói. Có thể hấp thu thiên địa chi lực, Truyền thừa võ đạo của hắn tất nhiên không đơn giản, tuyệt không phải chúng ta có thể trêu chọc, Thái Hoang võ giới là tồn tại mạnh nhất trong cuộc chiến võ giới lần này, tự nhiên sẽ bị để mắt tới, vô luận xảy ra chuyện gì, chúng ta chỉ có thể làm như không nhìn thấy. Nghe vậy, hai nữ thở dài một tiếng. Mặc dù các nàng lo lắng đạo tổ sẽ chọc tới phiền toái, nhưng khi nhìn thấy Thái Hoang võ giới bị người nuốt hết, các nàng vẫn hết sức không thoải mái, dù sao trong khoảng thời gian này các nàng một mực đang quan sát thái hoang võ giới. Tử hoàng thần quân bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, quay đầu nhìn lại, sắc mặt đại biến, lúc này không lưng hành lễ, nói. Bái kiến quý thần phủ, không biết ngài đến đây cẩn làm chuyện gì. Chỉ thấy một bạch y nam tử bay tới, chính là bạch y nam tử bị thiên tôn sai phái tới điều tra chuyện niết bàn chí nguyên công. Quý thần phủ dừng lại, nói. Ta muốn hạ giới, ngươi nắm giữ thiên hà, thay ta đã thông đi. Tử Hoàng thần quân nhíu mày, chần chờ nói: "Chỉ sợ không hợp quy củ, nếu truyền đến." Quý thần phủ không nhịn được nói: "Quy củ là định cho kẻ yếu, nếu ngươi không làm theo, ta sẽ đổi một vị thần quân khác có thể làm chủ thiên hà." Nghe nói như thế, sắc mặt Tử Hoàng thần quân kịch biến, hai nữ bên cạnh càng hoảng hốt không thôi. Trong lòng Tử Hoàng thần quân cảm thấy bi thương, thần quân các nàng nhìn như cao cao tại thượng, nhưng đối mặt tồn tại mạnh hơn lại có gì khác biệt như phàm nhân tùy ý bị bài ở hạ giới. Sau khi đột phá đạo Pháp tự nhiên công tầng thứ 11, Khương Trường Sinh không có tung bay, vẫn như cũ an tâm tu luyện, mà thiên đình, thiên cảnh tự có người trưởng khống, không cần hắn lo lắng, cơ hội để hắn xuất thủ rất ít. Phân thân Khương Trường Sinh cầm trong tay Sơn Hải Kinh, thiên địa bảo giám du lịch Thái Hoang, đã từng gặp được võ đế, nhưng võ đế đã không thể mang đến cho hắn sinh tồn ban thưởng, nói một cách khác, hắn đứng đấy để võ đế đánh võ đế đều không giết được hắn theo khương trường sinh càng ngày càng mạnh phân thân thi triển sơn hải kinh thiên địa bảo giám cũng càng lúc càng nhanh dựa theo tốc độ này trước khi kỳ hạn ngàn năm đến khương trường sinh sẽ chưởng khống được toàn bộ thái hoang võ giới chưởng khống thiên địa quy tắc để thái hoang võ giới rời khỏi thần võ giới khống chế mỗi năm cấp tốc trôi qua thực lực trung bình của thiên binh thiên đình một mực đang tăng trưởng thiên cảnh cũng như thế Thái hoang võ giới đã được thiên hà tẩy lễ, võ đạo linh khí vượt xa quá khứ, mà thiên đình, thiên cảnh còn được khí vận của Khương Trường Sinh gia trì, bọn hắn tốc độ vượt qua các tộc trong Thái hoang. Thái sử trường sách, hắc hầu trong ngày thường có thời gian rảnh sẽ chỉ bảo thiên binh thiên tướng luyện công, mặc dù bọn hắn vẫn là vị trí thiên binh, nhưng rất được nhóm tiên thần kính trọng, nhất là thái sử trường sách, tên này đối mặt địch nhân, người xa lạ, cực kỳ càng rỡ, nhưng đối mặt người của mình lại hết sức ôn hòa, để hắc hầu, Khương Thiên Mệnh, Khương Thiện cảm khái nhân tính phức tạp. Bọn hắn không có nghi vấn Thái Sử Trường Sách biến hóa, bởi vì đạo tổ chính là người chuyển thế, bản thân là vạn tiên chi tổ, lúc Thái Sử Trường Sách nhỏ tuổi đề điểm hắn cũng như thường, bằng không đạo tổ vì sao không giết hắn. Thời gian thoáng qua, đi vào định thiên năm 130. Đến hiện tại, Thiên Đình Sơn Thần, thổ địa đã qua vạn người, nơi cần che chở càng ngày càng nhiều, sơn thần, thổ địa cũng chia đẳng cấp ngoại trừ sơn thần cùng thổ địa hưởng thụ chính quả chính thần của phong thần bản ra, những người khác chẳng qua là được khí vận của phong thần bản, vì tốt hơn quản lý, những sơn thần. Thổ địa này cũng sẽ tự mình thu nạp thủ hạ, đủ loại chủng tộc đều được kết nạp vào trong đó, thái hoang vạn tộc đã không còn nghi vấn thiên đình, ngược lại đều muốn gia nhập thiên đình, đứng hàng tiên bang. Ở giữa dãy núi, từng tôn cường lương chiến sĩ hình thể khổng lồ đang đứng đợi, cường lương tộc trưởng cầm đầu cao ngàn trượng, hắn ngồi xổm ở giữa rừng núi còn cao hơn mấy ngọn núi gần đó một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống đạp mây bay tới chính là trần lễ nhìn thấy trần lễ cường lương tộc trưởng vội vàng đứng lên cường lương chiến sĩ khác cũng đứng dậy theo trần lễ nhìn xuống bọn hắn nói ta đã tranh thủ với bệ hạ cường lương tộc tạm thời chỉ có thể có danh ngạch một vị chính thần cùng với danh ngạch của một trăm vị thiên binh dù sao cường lương tộc còn chưa lấy được công tích nghe vậy cường lương tộc trưởng kinh hỷ vội vàng nói đa tạ thiên quân đa tạ thiên đế bệ hạ với số danh ngạch này chúng ta đã thỏa mãn cường lương tộc tất sẽ nỗ lực kiến công lập nghiệp toàn tộc đều làm việc cho thiên đình đi tới thiên đình ta còn có chuyện khác xin cáo từ trước nói xong hắn đạp mây rời khỏi cường lương tộc trưởng vội vàng hướng về phía bóng lưng hắn mà hành lễ mặc dù trần lễ không mạnh bằng hắn nhưng hắn cũng không cảm thấy không ổn Ngược lại hết sức cảm kích Trần Lễ bởi vì hắn nghe qua, Thiên Đình còn chưa chuyên môn mở danh ngạch cho chủng tộc khác. Cuối cùng có khả năng vào Thiên Đình. Tộc trưởng muốn chọn liền chọn mạnh nhất, ngược lại chúng ta ở trên trời cũng có thể chiếu cố cường lương tộc. Không sai, vừa vừa Thiên Đình cũng không thể bị Thiên binh Thiên tướng coi thường. Thực lực Thiên binh nhân tộc còn chưa đủ mạnh, chúng ta nhất định phải mạnh hơn bọn họ, như thế này mới có thể được đạo tổ ưu ái có thể có vị trí chính thần, đủ để thấy thiên đế coi trọng chúng ta, năm đó, hắn hứa hẹn với chúng ta cũng không phải nói xạo. Nói đến ân oán giữa cường lương tộc và nhân tộc, đều là chúng ta chủ động xâm lấn, đều do thiên địa chi thần đáng chết kia mê hoặc chúng ta. Các chiến sĩ cường lương tộc nghị luận ầm ĩ đều rất cao hứng, một trăm thiên vị tất nhiên bao gồm cả bọn hắn. Trong vòng mấy năm sau, tin tức thiên đình mời chào các tộc gia nhập vào thiên binh truyền ra, dẫn tới vạn tộc chấn động nhưng không phải hết thảy chủng tộc đều có thể nhìn thấy trần lễ kết quả là bọn hắn bắt đầu bái phỏng tứ đại thiên môn một ngày bạch kỳ trước đó rời khỏi tử tiêu cung giờ xuất hiện ở nam thiên môn còn dẫn theo ba con yêu thú tất cả đều là thực lực thiên địa đại tôn khương trường sinh đi ra tử tiêu cung ở bên cạnh thả ra ba hóa long trì để ba con yêu thú đi vào trong hóa long trì mỗi trăm năm sẽ được tích xúc ra một ao hóa long linh thủy cho nên khương trường sinh cũng sẽ phân tán linh thủy ba con yêu thú hướng khương trường sinh cung kính hành lễ dùng dập vào trì khương trường sinh bàn giao vài câu một lần nữa trở lại tử tiêu cung bạch kỳ theo sát phía sau chủ nhân sau khi chúng nó hóa long thì an bài như thế nào bạch kỳ hỏi khương trường sinh ngồi xuống trả lời thống nhất vùng biển vô tận hải dương thành lập trật tự thành lập long cung có thể xưng long vương bảo hộ từng đại lục cùng hải đảo. Bạch Kỳ gật đầu, con mắt tỏa ánh sáng, nếu như vậy, ba vị Long Vương có quyền lực cực lớn, nó lấy được chỗ tốt sẽ càng nhiều. Nó lựa chọn ba vị yêu thú, đều là chó săn của nó, mặc dù cảnh giới cao hơn nó, nhưng rất nghe lời. Khương Trường Sinh giao quyền lựa chọn này lực cho nó, mục đích của hắn đúng là để nó phát triển thành viên tổ chức của mình, theo thiên đình càng ngày càng mạnh, phe phái nhất định sinh ra, thắng mặc dù không lo lắng bị người phản bội nhưng cũng không hy vọng thiên đình nội loạn quyền lực ngăn chế là rất quan trọng nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha